Thưa quý vị và các bạn, cách đây hơn 45 năm vào ngày 11 tháng 3 năm 1975, quân và dân Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung đã sống trong không khí sôi sục chiến đấu và chiến thắng của trận đánh Buôn Ma Thuột, mở màn chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, tạo bước ngoặt quan trọng, thúc đẩy nhanh tiến trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để có cái nhìn khách quan hơn về chiến cuộc trên mặt trận Tây Nguyên, chúng tôi sẽ trích dẫn tư liệu viết về chi tiết trận đánh này từ nhiều phía. Chi tiết trong video ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi. Từ đầu năm 1975, Bộ Tư lệnh Mặt trận đã dự kế hoạch đánh Buôn Ma Thuột. Nội dung kế hoạch gồm hai phương án. Một là đánh địch trong trường hợp không dự phòng. Ta giữ được bí mật từ đầu. Về cơ bản, địch vẫn ở trong trạng thái bố trí như cũ. Hai là khi địch đã có lực lượng dự phòng kịp thời phát hiện được ý đồ tiến công của ta và đã chuyển hướng phòng thủ cơ động, quân các nơi về tăng cường cho Buôn Ma Thuột. Cả hai phương án trên sẽ được thống nhất theo một kế hoạch tiến hành theo 3 bước. Bước mở màn sẽ diệt các vị trí ngoại vi Đức Lập, Thuần Mẫn để phá vành đai phòng thủ phía ngoài, tạo điều kiện đưa lực lượng và binh khí kỹ thuật của ta vào áp sát Buôn Ma Thuột. Theo tướng Hoàng Minh Thảo, còn để loại trừ, gạn lọc tình huống ứng cứu phản kích trực tiếp. Bước 2. Nếu địch kịp điều lực lượng mạnh về trước thời gian ta tiến công, các đơn vị sẽ tiến hành vây ép, đánh chiếm từng bước các điểm cao còn lại ở ngoại vi, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch. Khi tạo được ưu thế, sẽ tiến công toàn tuyến tiêu diệt địch ở Buôn Ma Thuột. Nếu ta nghi binh và chặn địch tốt ở Buôn Ma Thuột, địch vẫn giữ nguyên như thế phòng ngự ban đầu, lực lượng chính vẫn ở Kon Tum và Pleiku, hoặc chỉ điều một ít quân về, thì ta sẽ dùng lực lượng đủ mạnh nhanh chóng đột phá thẳng vào, tiêu diệt Buôn Ma Thuột, bỏ qua bước đánh ngoại vi. Bước 3. Sau khi giải quyết xong về cơ bản các mục tiêu then chốt trong thị xã, các đơn vị củng cố và phát huy thắng lợi đánh bại quân địch phản kích, đồng thời tiêu diệt các vị trí còn lại của địch ở Buôn Ma Thuột. Theo kế hoạch trên, nhiệm vụ của sư đoàn 316 khi mới đến được Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên giao trong bước 1 là đưa trung đoàn 148 và trung đoàn 174 làm nhiệm vụ chặn viện dọc đường 14. Trên hướng của sư đoàn 10 lúc này làm nhiệm vụ đánh Đức Lập. Trung đoàn 149 làm lực lượng dự bị của chiến dịch, sẵn sàng đánh vào Gia Nghĩa trong bước 2 hoặc đánh thẳng vào thị xã Buôn Ma Thuột. Trong các bước 2 và 3, sư đoàn sẽ đánh thẳng vào thị xã, giải quyết các cứ điểm ngoại vi hoặc đánh Gia Nghĩa tùy theo tình hình và quyết định của mặt trận về thứ tự các bước cụ thể. Lúc này, đoàn cán bộ của sư đoàn do đồng chí Đàm Văn Ngụy đang đi nghiên cứu chuẩn bị chiến trường ở hướng Gia Nghĩa. Trong cuộc họp của Bộ Tư lệnh Mặt trận do Đại tướng Văn Tiến Dũng chủ trương tranh thủ triệt để yếu tố bất ngờ mà vẫn đánh chắc thắng làm quỵ nhanh quân địch. Ngay trong khi sư đoàn 10 và sư đoàn 320 đánh Đức Lập, Thuận Mẫn, Cẩm Ga, thì sư đoàn 316 được tăng cường binh khí kỹ thuật cùng trung đoàn đặc công 198, trung đoàn bộ binh 95B, một tiểu đoàn của trung đoàn 24 sư đoàn 10 tiến hành nhiệm vụ tiến công tiêu diệt Buôn Ma Thuột, bỏ qua bước đánh kéo dài ở ngoại vi, không qua bước xây dựng trận địa quá thận trọng như dự kiến. Sau khi diệt xong sở chỉ huy sư đoàn 23 ngụy, sư đoàn 316 mới điều một bộ phận quay ra tiêu diệt địch ở cầu Serepok, giải phóng đoạn đường 14 giữa thị xã và chi khu Đức Lập. Các lực lượng còn lại của sư đoàn tập trung đánh các cụm đề kháng còn lại và quân tăng viện. Khi ta đã hoàn toàn làm chủ thị xã và vùng ven, sư đoàn 316 mới mở rộng hoạt động, phát triển đánh Lạc Thiện, Đức Xuyên, Gia Nghĩa. Vậy là theo kế hoạch mới, sư đoàn 316 trở thành lực lượng đột kích chủ yếu vào thị xã Buôn Ma Thuột, mà trọng điểm là sở chỉ huy sư đoàn 23 ngụy. Ngày 9 tháng 1 năm 1975, sư đoàn 316 hành quân bằng xe cơ giới vào chiến trường. Ngày 3 tháng 2 năm 75, sư đoàn tới Đắk Đam ở Tây Nguyên. Đúng yêu cầu, đi nhanh, đến gọn, đủ, an toàn và bí mật. Tây Nguyên lúc này có lực lượng quân khu 2 ngụy đóng giữ do Thiếu tướng Phạm Văn Phú trực tiếp chỉ huy. Lực lượng lúc này địch có một sư đoàn, 7 liên đoàn biệt động quân, tương đương là 10 trung đoàn, cùng 4 thiết giáp đoàn, tăng thiết giáp. Tại Buôn Ma Thuột, địch tổ chức 3 khu vực phòng ngự lớn, khu Bắc, khu Đông, khu Tây Nam, theo thế chân kiềng. Có 2 sân bay, ở mỗi sân bay thường xuyên có từ 5 đến 7 máy bay trực thăng và vận tải. Đây là hậu cứ của sư đoàn 23 và của các đơn vị quân khu 2 ngụy. Số lượng địch trong thị xã Buôn Ma Thuột lúc này có 2 tiểu đoàn thuộc trung đoàn 53, sở chỉ huy nhẹ của sư đoàn 23, các tiểu đoàn bảo an, sở chỉ huy đoàn biệt động 296 và chi khu cảnh sát của tỉnh.
Các lực lượng phòng thủ ở đây đặt dưới sự chỉ huy thống nhất của chỉ huy tiểu khu Đắk Lắk, chủ yếu dựa vào lực lượng của sư đoàn 23. Tổng số quân địch trong thị xã có 5.920 tên, cả chủ lực, địa phương, cảnh sát. Có 17 pháo từ 105 đến 155, 16 xe tăng, 50 xe M113. Hướng phòng ngự chính của địch ở Buôn Ma Thuột là hướng Tây Bắc. Khu then chốt là căn cứ sư đoàn 23 Ngụy. Ngày 18 tháng 2 năm 1975, Đảng ủy sư đoàn họp lãnh đạo thực hiện phương án đánh mới. Trong 4 hướng đánh vào thị xã Buôn Ma Thuột, sư đoàn 316 đảm nhiệm 3 hướng. Do yêu cầu bí mật của chiến dịch rất cao, mọi hành động của các đơn vị trong thời gian chuẩn bị và chiếm lĩnh trận địa phải thực hiện theo những quy định nghiêm ngặt. Trong khi đó, từ vị trí tập kết thì xã Buôn Ma Thuột đường rất xa, để tiếp cận các đơn vị đều phải qua một chặng đường hành quân dài. Đơn vị gần nhất là trung đoàn 148 cũng phải đi mất 3 ngày đêm. Trung đoàn 149 xa nhất phải đi mất 6 ngày đêm. Cùng với một lực lượng, vũ khí và khí tài lớn lại phải qua phà, vượt sông theo quy định của Bộ Tư lệnh Mặt trận. Chỉ khi nào đặc công bắt đầu nổ súng, các đơn vị cơ giới mới được vượt sông. Do đó, riêng việc tiến vào trận địa theo đúng thời gian quy định đã hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi mỗi đơn vị phải có tinh thần trách nhiệm cao, trình độ tổ chức vững vàng, chấp hành kỷ luật hết sức chặt chẽ mới hoàn thành được nhiệm vụ. Ngày 5 tháng 3 năm 1975, sư đoàn nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Chiến dịch bắt đầu triển khai lực lượng tiến công Buôn Ma Thuột. Ngay đêm ấy, từ hướng Nam, đồng chí Đàm Văn Ngụy cùng trung đoàn 149 và các đơn vị tăng cường vượt đường 14. Ngày 6 tháng 3 vượt sông Sê Băng Hiêng, luồn rừng, vòng xuống vùng ngoại vi phía nam thị xã, bí mật lách qua các đồn bảo an dân vệ. Đêm ngày 8 tiếp tục vượt sông Serepok tiến vào thị xã. Đêm ngày 9 tháng 3 vào chiếm lĩnh trận địa chờ lệnh nổ súng. Các loại pháo lớn, xe tăng đêm ngày 9 tháng 3 mới vượt sông Serepok vào chiến đấu nhưng chậm so với giờ nổ súng. Ngày 6 tháng 3 trung đoàn 174 tiếp cận sông Serepok. Tối vượt sông rất bí mật, đêm ngày 9 chiếm lĩnh trận địa. Nhưng do trung đoàn bộ và bộ phận cối 120 đi lạc, các đơn vị vào triển khai đội hình không đồng đều. Tới 4 giờ ngày 10 tháng 3, trung đoàn chỉ mới nắm được các mũi bộ binh, phần lớn hỏa lực chưa vào được vị trí. Sở chỉ huy cơ bản của sư đoàn do đồng chí Hải Bằng chỉ huy nằm sát với sở chỉ huy trung đoàn 174. Từ hướng Tây Bắc, trung đoàn 148 xuất phát vào ngày 7 tháng 3. Đêm ngày 9 tháng 3 cũng đã vào tới vị trí xuất phát tiến công. Tuy vậy, trên đường hành quân, trung đoàn đã chạm địch. Pháo của chúng từ thị xã bắn ra chặn đường, đơn vị phải đi đường vòng, do vậy vào chiếm lĩnh chậm. Xe tăng và pháo binh cũng có bộ phận nhầm đường lạc hướng nên vào chiến đấu chậm. Về phía địch, qua nhiều nguồn tin và một số tài liệu thu nhận được, chúng đã phần nào phán đoán ta sẽ đánh vào thị xã. Chúng đã tăng cường 2 tiểu đoàn của sư đoàn 23 về Buôn Ma Thuột. Tuy vậy, các hoạt động của địch mới chỉ mang tính chất phòng xa. Chúng vẫn cho là ta sẽ đánh ở Pleiku và Kon Tum. Khi ta đã đánh Thuần Mẫn, Đức Lập, địch vẫn cho rằng chỉ là để nghi binh, ý định đánh Pleiku và Kon Tum. Như vậy, trên đã tạo được thế nghi binh chiến dịch rất tốt, tạo cơ hội cho 316. Để có cái nhìn khách quan hơn về chiến cuộc trên mặt trận Tây Nguyên lúc này, chúng tôi xin trích lược một phần trong hồi ký của Thiếu tá Phạm Huấn, một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thời kỳ đó. Trong nội dung trích lược này, chúng tôi giữ nguyên những danh xưng, tên gọi mà phía Việt Nam Cộng Hòa coi là kẻ thù, là địch như là Cộng quân, Cộng sản Bắc Việt, để quý vị cảm nhận rõ ràng hơn tính chất của cuộc chiến. Nội dung này được phía bên kia cho là bi hùng, nhưng với sự chỉ huy yếu kém, quân đội rệu rã, buộc phải thừa nhận thua đau, thì nội dung có vẻ khá hài hước. Chúng tôi xin được trích lược lại như sau. Các dũng sĩ, trung đoàn 53 bộ binh tại mặt trận Phi Trương, Phụng Dực. Ngày 10 tháng 3 năm 1975, những trận mưa pháo vào Ban Mê Thuột từ 2 giờ đến 4 giờ sáng dạng ngày 10 tháng 3 năm 75 đã gây kinh hoàng cho mấy chục ngàn quân Việt Nam Cộng Hòa hiện đang có mặt tại thị xã này. Sau đó là những chiến xa đủ loại, băng rừng, nghiền nát các ngả đường để các lực lượng của những sư đoàn 320, 316 Cộng sản Bắc Việt ào ạt tiến vào. Nhưng những người kinh hoàng và đau đớn nhất là hai cấp chỉ huy có trách nhiệm phòng thủ Ban Mê Thuột, Đại tá Vũ Thế Quang và Đại tá Vũ Công Luật. Đại tá Luật, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Ban Mê Thuột, là một sĩ quan thiết giáp kỳ cựu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lữ đoàn trưởng lữ đoàn mùa thiết kỵ trong cuộc hành quân sang Lào vào năm 1971. Đêm nay, quân đội Bắc Việt đánh trận địa chiến với chiến xa nặng, với chiến thuật biển người, thì trong tay ông ta vỏn vẹn có hai chi đội thiết vận xa M113 và
và những xe bọc sắt tuần tiễu của địa phương quân. Một thứ đồ chơi con nít nếu so sánh với loại thiết giáp tối tân T-54 của Nga Xô mà Cộng sản Bắc Việt hiện đang sử dụng. Đại tá Vũ Thế Quang, tư lệnh phó sư đoàn 23 bộ binh và tư lệnh mặt trận Ban Mê Thuật khi nghe những tiếng đạn bay xé không gian nổ tại phi trường L-19 trước tiểu khu, bộ tư lệnh sư đoàn đã thấy ngay cái giá mà lực lượng phòng thủ phải trả. Bởi vì những khẩu đại bác 122 ly, 130 ly của quân đội Bắc Việt đã kéo sát tới thị xã. Lệnh của Đại tướng Cao Văn Viên từ Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa được truyền đi lúc 7 giờ sáng của tướng Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng Chính phủ gọi từ Đà Lạt lúc 8 giờ 40 phút, của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu gọi từ Dinh Độc Lập lúc 10 giờ 10 phút và 19 giờ tối. Trận đánh quyết liệt giữa hai miền Nam Bắc đã xảy ra, nhưng lực lượng giữa hai bên quá ư chênh lệch, như trứng chọi với đá nếu so sánh cả về quân số, vũ khí, chiến cụ. Địch đã ở thế thượng phong ngay từ đầu. Trận thử sức của các trung đoàn tiền phong quân chính quy thuộc sư đoàn 320 Điện Biên Phủ và những người lính Việt Nam Cộng Hòa trung đoàn 53 bộ binh trên phòng tuyến quanh phi trường Phụng Dực xảy ra lúc 14 giờ. Mở đầu là những trận mưa pháo, cày nát sân bay. Từng đoàn chiến xa của Bắc quân gầm thét, di chuyển theo đội hình từ khắp ngả tiến vào. Ngày 10 tháng 3 là một ngày cực kỳ sôi động trên chiến trường cao nguyên. Trong lịch sử 30 năm chiến tranh Việt Nam kể từ hồi còn quân đội Pháp, chưa bao giờ có những trận đánh đồng loạt dồn dập như vậy. Ngoài mặt trận chính Ban Mê Thuật, cộng quân tấn công khắp nơi. Các trận Bắc Kon Tum, Nam Pleiku, Bắc Bình Định, Quảng Đức và trên hai quốc lộ 19-21 đều bị áp lực nặng nề. Tiểu khu Ban Mê Thuật bị mất liên lạc lúc 12 giờ trưa. Những đoàn xe chở quân của Bắc Việt vẫn tiếp tục tiến về Ban Mê Thuật. Lệnh phá cầu 14 trên quốc lộ nối liền Quảng Đức Ban Mê Thuật được ban hành. Những trận pháo kích đụng độ nặng nề quanh căn cứ 93 phía nam Pleiku kéo dài suốt ngày. 15 giờ 15 phút, phi trường Củ Hành Pleiku bị pháo, một trực thăng và một dãy nhà bị cháy, một Dakota bị hư hại. 18 giờ 20 phút, quân giải phóng pháo trúng bộ tư lệnh quân đoàn, khu câu lạc bộ sĩ quan và bộ chỉ huy không chợ 2, thị xã Pleiku, thiết quân luật 9 giờ tối. Tại mặt trận Bình Định, trung đoàn 42 và 47 giao tranh suốt ngày với các đơn vị Cộng sản Bắc Việt. Sư đoàn 22 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa hiện đã trực diện với sư đoàn 3 sao vàng, các trung đoàn biệt lập của Bắc Việt tại quân khu 5. Một tin chấn động khác, 17 chiến gia Cộng sản Bắc Việt xuất hiện ở gần Phù Cát, Bình Định lúc 5 giờ 30 phút chiều. Những lệnh cuối cùng trong ngày, tướng Phú chỉ thị cho tướng Lê Trung Tường, tư lệnh mặt trận Nam Pleiku và tỉnh trưởng không được lùi khỏi căn cứ 93 trên tuyến phòng thủ, bộ tư lệnh quân đoàn và thị xã này. Liên đoàn 21 biệt động quân đã từ Buôn Hô di chuyển về gần tới Ban Mê Thuật, bằng mọi giá phải tái chiếm bộ chỉ huy tiểu khu và kho đạn Ban Mê Thuật. 19 giờ tối, Tổng thống Thiệu từ Sài Gòn gọi lên chỉ thị cho tư lệnh quân đoàn 2 giải quyết chiến trường Ban Mê Thuật mau lẹ. Ngày 11 tháng 3 năm 1975, trận đánh đẫm máu thứ hai giữa trung đoàn 53 bộ binh và một lực lượng quân chính quy Cộng sản Bắc Việt đã được tăng cường đông hơn gấp 10 lần, xảy ra lúc 5 giờ sáng. Đó cũng là lần xuất trận đầu tiên của sư đoàn 316, sư đoàn tổng chủ bị của Bắc Việt tại mặt trận phi trường Phụng Dực trên chiến trường cao nguyên. Sư đoàn 316 tổng chủ bị của Cộng sản Bắc Việt vừa di chuyển từ miền Bắc vào và mới tới trận địa hồi đêm. Những báo cáo tiên khởi trong vòng 2 giờ đầu cho biết trung đoàn 53 bộ binh bị thiệt hại quá nặng. 7 giờ 45 phút sáng, đích thân tư lệnh mặt trận Ban Mê Thuật, Đại tá Vũ Thế Quang gọi lên trung tâm hành quân quân đoàn 2 cho biết tình hình vô cùng nguy ngập. 10 chiến gia Cộng sản Bắc Việt đang bắn trực xạ vào bộ tư lệnh sư đoàn. Người sử dụng máy siêu tần số lúc đó là Trung tá Không quân Nguyễn Văn Giang, Giám đốc Không chợ 2. Bằng những ngụy thoại, ông cho biết đoàn phản lực cơ cất cánh từ Nha Trang đang trên đường và sắp tới vùng Ban Mê Thuật. 7 giờ 55 phút, hai chiếc phản lực cơ A-37 lao xuống mục tiêu, những chiến xa Cộng sản Bắc Việt và đánh vô cùng chính xác. Nhưng chỉ mấy phút sau, bỗng nghe Đại tá Quang hét lên trong máy truyền tin. Nó đánh trúng tôi. 8 giờ, đó là giờ phút định mệnh. Hai trái bom đã thả trúng hầm chỉ huy và truyền tin của tư lệnh mặt trận Ban Mê Thuật và trung tâm hành quân quân đoàn 2 mất liên lạc với Ban Mê Thuật từ lúc đó. Sau khi trung tâm hành quân, hầm chỉ huy và truyền tin của tư lệnh chiến trường bị sập,
mọi người đều lo lắng cho số phận của Ban Mê Thuật. Đại tá tham mưu trưởng quân đoàn được lệnh thành lập bộ chỉ huy hành quân trên không để chỉ huy mặt trận Ban Mê Thuật. Cả hai chiếc C-47 và U-17 của tư lệnh quân đoàn đều được sử dụng. Bộ tư lệnh sư đoàn 23 hành quân nhẹ cũng được thành lập gấp rút ở Buôn Hồ. 11 giờ 50 phút sau gần 4 giờ chờ đợi, trung tâm hành quân của quân đoàn 2 ghi nhận mất liên lạc hoàn toàn với tư lệnh chiến trường Ban Mê Thuật và đại tá tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng tiểu khu Đà Lạt. 15 giờ 30, đại tướng Cao Văn Viên gọi cho tướng Phú gay gắt ra lệnh bốc chuẩn tướng Lê Trung Tường, tư lệnh sư đoàn 23, từ mặt trận Nam Pleiku thả xuống Ban Mê Thuật để chỉ huy. 17 giờ và 23 giờ đêm, những lệnh của Tổng thống Thiệu và Thủ tướng Chính phủ Trần Thiện Khiêm như sau. Linh động trong mọi trường hợp, cẩn thận không nên dồn hết quân trong mặt trận này. Tư lệnh quân đoàn toàn quyền quyết định có thể bỏ Ban Mê Thuật, tránh xa lầy vì có thể còn 2-3 mặt trận lớn nữa tại quân khu 2. Tường trình chính xác các sư đoàn Cộng sản Bắc Việt hiện tham chiến trên trận địa Ban Mê Thuật. Tỉnh trưởng Ban Mê Thuật coi như đã mất tích, chấp thuận thả một tỉnh trưởng khác xuống chỉ huy nơi có dân và quân tập trung nhiều. Lập tòa hành chánh và bộ chỉ huy tiểu khu Ban Mê Thuật lưu động. Cũng trong thời gian này, trên quốc lộ 14, khoảng đường từ Đức Lập về Ban Mê Thuật, bộ chỉ huy hành quân nhẹ của trung đoàn 53 bộ binh cùng với một tiểu đoàn được lệnh rút từ vùng hành quân phía đông bắc quận Đức Lập về tiếp cứu Ban Mê Thuật cũng bị Việt Cộng phục kích chặn đánh. Trung tá, trung đoàn phó trung đoàn 53 và hầu hết các sĩ quan đều bị tử trận hoặc bị địch bắt. Cánh quân này coi như bị tan rã trước khi tới được trận địa Ban Mê Thuật. Hôm nay là ngày đầu của cuộc rút quân của quân đoàn 2, sư đoàn 316 Cộng sản Bắc Việt quyết khai tử trung đoàn 53 bộ binh, quyết nhổ đi cái gai cuối cùng của mặt trận Ban Mê Thuật của chiến trường Cao Nguyên để tiến về Duyên Hải. Trên đây là nội dung mà chính những chỉ huy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại mặt trận Tây Nguyên phải thừa nhận. Chúng ta có thể phần nào hình dung được sức mạnh của quân giải phóng lúc này, cũng như sự yếu kém của Việt Nam Cộng Hòa, bộc lộ từ thủ tướng, tổng thống cho tới tướng lĩnh chỉ huy ở dưới. Chính vì vậy, kết cục thua thảm là một sự tất yếu trong trận này. Từ trận then chốt chiến dịch thắng lợi, sư đoàn 316 đã góp phần xứng đáng vào chiến dịch Tây Nguyên. Trận then chốt thứ 2 và thứ 3 do đơn vị bạn tiến công trong hành tiến và chặn địch tiếp tục giành thắng lợi trong tháng 3, mở ra thời cơ lớn cho dân tộc đầu xuân năm 1975. Để kết thúc video ngày hôm nay, chúng tôi xin trích lại lời của tướng Hoàng Minh Thảo. Mưu cao nhất là mưu lừa địch, kế hay nhất là kế điều địch. Ta chủ trương kìm chân hai sư đoàn quân ngụy ở lại đồng bằng bằng cách điều sư đoàn 2 về mặt trận Tây Huế và sư đoàn 4 về mặt trận Đồng Nai. Thế là địch buộc phải hút theo hai sư đoàn này. Về phía ta, để cho chắc thắng, ta tăng cường cho Tây Nguyên hai sư đoàn. Trước đây đã có 3 sư đoàn và tổng cộng là có 5 sư đoàn để tạo thành một quả đấm chiến lược, biết tập trung binh lực và có khả năng để tập trung binh lực cho những đòn đánh chiến lược chính là một trong những điều then chốt nhất của nghệ thuật cầm quân.